Chỉ với 10k là bạn đã có thể thoải mái truy cập mạng và gọi thoại xuyên suốt một ngày. Đây là một trải nghiệm mạng vô cùng tuyệt vời cho các bạn có nhu cầu sử dụng internet trong một thời gian ngắn. Và trong video này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn gói cước 1N của nhà mạng Viettel. Đây là gói cước 1 ngày vô cùng ưu đãi, chỉ với cước phí để đăng ký là 10.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 24 giờ. Bạn sẽ nhận được 5GB data tốc độ cao. Đặc biệt hơn, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các gọi nội mạng. Và bạn còn được tặng thêm 5 phút để gọi bạn nữa. Và để đăng ký gói cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp 1N_TKM gửi đến tổng đài 290. Ngoài gói cước 1N mà mình vừa giới thiệu đến các bạn, thì tiếp theo trong video mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai gói cước sử dụng trong vòng 30 ngày vô cùng ưu đãi. Đó là gói cước SD135 và gói cước V160B. Và trước tiên thì mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước SD135 với giá cước để đăng ký là 135.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 30 ngày. Bạn sẽ nhận được 150GB data tốc độ cao, đồng nghĩa với mỗi ngày bạn sẽ có 5GB để sử dụng. Và ngoài ra thì bạn còn được miễn phí data khi xem phim, xem thể thao trực tuyến trên truyền hình TV 360. Và để đăng ký gói cước thì bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp SD135_TKM gửi đến tổng đài 290. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước V160B của nhà mạng Viettel với giá cước để đăng ký là 160.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 30 ngày. Bạn sẽ nhận được 120GB data tốc độ cao, đồng nghĩa với mỗi ngày bạn sẽ có 4GB để sử dụng các bạn nhé. Ngoài ra thì bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các gọi nội mạng và bạn còn được tặng thêm 100 phút để gọi nội mạng nữa. Và để đăng ký gói cước này thì các bạn đã soạn tin nhắn theo cú pháp V160B_TKM gửi đến tổng đài 290. Và xin chúc các bạn đăng ký một trong 3 gói cước mà mình vừa giới thiệu thành công để trải nghiệm internet một cách mượt mà nhất. Các bạn thân mến, và như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.